Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư 29/2022 quy định mã số tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ. Thông tư quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan đã không còn yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo ngạch đối với tất cả các vị trí. Thông tư 29 đặt ra tiêu chuẩn công chức là kế toán viên, kiểm tra viên thuế, kiểm tra viên hải quan chỉ cần có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm và có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và tương đương. Kế toán viên trung cấp chỉ cần có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán tài chính. Kiểm tra viên trung cấp thuế, kiểm tra viên trung cấp hải quan chỉ cần có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm. Thông tư có hiệu lực từ ngày 18 tháng 7 năm 2022, thay thế thông tư 77/2019. Bộ Công Thương vừa ban hành kế hoạch thực hiện tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022, Vietnam Rand Sale 2022 chỉ được tổ chức từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 22 tháng 12. Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022 chỉ được tổ chức trên quy mô toàn quốc, kết hợp các hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử để tạo sức lan tỏa và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong mọi lĩnh vực.